xin chào tất cả các bạn nha. Thì ở hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn làm xong tất cả các trang sách vải về kỹ năng sống rồi đó, kể cả trang bìa luôn đúng không? Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách đóng tập chúng lại sao cho thành một cuốn sách vải nỉ thật là dễ thương và khéo léo nha. Rồi các bạn hãy cùng làm với mình ha. Rồi, để làm được một cuốn sách vải kỹ năng sống thì các bạn cần chuẩn bị cho mình các cái trang vải nỉ như thế này. Đó, hôm qua mình đã hướng dẫn cho các bạn làm trang bìa sách rồi đúng không? Thì các bạn cứ lấy cái trang bìa, các bạn đo lên miếng vải nỉ rồi các bạn cắt cho mình ra thành những cái trang khắc như thế này nha. Thì hôm bữa trước mình có hướng dẫn các bạn làm được 8 trang sách vải nỉ kỹ năng sống rồi, thì hôm nay các bạn sẽ cắt cho mình 5 cái trang lót phía trong là đủ nha. Đó, thì mình đã cắt 5 trang với 5 màu khác nhau nè. Mình xen kẽ vào cho nó đẹp nè các bạn. Sau khi các bạn cắt xong 5 trang rồi thì các bạn xếp nó lại thành một cái tập như thế này như mình nha. Đó, bây giờ mình sẽ dùng kim chỉ nè, mình may cái phần biên của nó lại. Thì các bạn cứ xếp sao cho cái phần những cái đường biên này nó ngang bằng với nhau đi. Còn cái phần mình may chỉ thì nó hơi sao lê một xíu cũng không sao đó. Để cho các trang sách của mình nó khỏi xê dịch đó các bạn, thì mình có thể dùng một cái kẹp bướm này các bạn kẹp lại cho nó cố định luôn đi. Còn bạn nào không có thì mình chịu khó mình giữ rồi mình may nha. Rồi bây giờ mình sẽ dán các cái bài tập kỹ năng hôm bữa trước mình hướng dẫn các bạn vào nha. Đây thì đây là tất cả các cái bài tập kỹ năng hôm bữa trước mình hướng dẫn cho các bạn làm nè. Bây giờ mình sẽ lựa chọn màu sắc cho phù hợp để mình dán vào cái trang sách này nữa là xong ha. Các bạn sắp xếp màu cho phù hợp nha các bạn. Giờ mình sẽ dán các cái trang sách vải này vào cái bìa nha.
Rồi như vậy là mình đã gắn hết tất cả các cái bài tập kỹ năng vào trong sách rồi này các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái phần bao cái biên của cái bìa lại nha, che cái đường chỉ của mình lại á. Thì bây giờ mình sẽ cắt một đoạn thẳng màu xanh da trời nhạt nhạt như thế này để mình viền lại vậy nè. Các bạn cứ kẻ cho mình một cái đường thẳng thật là dài đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm cái phần gài lại của cuốn sách nha. Tức là sau khi mình học xong rồi á, thì mình sẽ gài lại. Thì các bạn cắt cho mình một đoạn vải nỉ như thế này, cắt cùng màu với lại cái trang bìa luôn nha. Rồi bây giờ mình dán vào này. Chắc chắn vào nha mọi người, để chồng mình gài lại coi nó rớt ra rồi đó. Thì sau khi mình học xong, mình sẽ gài lại qua phía đằng sau nè. Thì ở đây mình sẽ cho một cái nút bấm cho nó. Đó, lúc nãy các bạn dán á, các bạn nhớ chừa ra để mình may xong rồi mình đè lên nha mấy bạn. Nó vậy là hết thấy đường chỉ luôn rồi đó. Rồi đây, khi các bạn học xong á thì các bạn gài lại như thế này nha. Nhưng mà cái này nó lời đường chỉ quá, thì bây giờ mình sẽ lấy cái gì mình che lại cho nó đẹp hơn chút. Đó, như vậy là xong rồi đó các bạn. Cuốn sách kỹ năng sống của mình này gồm có các trang này. Đó. Rồi, thì làm cuốn sách kỹ năng sống cũng rất là đơn giản phải không? Các bạn chỉ cần may đường biên lại, rồi dán đường biên và làm một cái nẹp bìa như thế này nữa là xong thôi. Chúc các bạn sẽ làm được cho mình những cuốn sách kỹ năng sống thật là đẹp và thật sáng tạo nha. Thưa mọi người, như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành xong sách kỹ năng sống rồi đó. Ở trong này thì mình có chọn những cái mẫu bài tập rất là đơn giản và dễ làm thôi. Thì mọi người cũng có thể làm cho các bé của mình học ở nhà nha. Còn nếu ai không có thời gian làm thì có thể liên hệ qua Facebook cá nhân của em, link em để ở phía dưới nha. Rồi xin chào mọi người nè. Hẹn gặp lại mọi người ở những video hướng dẫn sau. Thì nếu mọi người cảm thấy hay thì mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bye bye.